Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Quý khách hàng đang tìm một cái căn nhà 5 tầng xây mới gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, thì căn nhà này là một sự lựa chọn rất đáng để quý vị có thể cân nhắc nha. Với đường ngõ trước nhà như quý vị thực tế ở đây đang nhìn thấy, thì ở đây nó là đường ô tô và căn nhà này cách đường ô tô nó chỉ khoảng tầm 15m thôi mọi người nha. Mọi người theo chân Ngọc Ánh cụ thể vào cái vị trí cái căn nhà này. Với cái căn nhà này thì nó là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đường ngõ trước nhà như thực tế ở đây mọi người nha. Và ở trong cái ngõ này thì có hai căn nhà, Ngọc Ánh sẽ quay một trong hai căn. Với hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích là 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà ngay mọi người ạ. Và cái giá chào bán thì cũng rất là hợp lý, 2 tỷ 450 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 triệu tiền mặt mọi người nha. Còn phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Và về cái phần lãi suất ngân hàng thì được ưu đãi nhất, nó chỉ từ 7 cho tới 7,5% thôi mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về cái phần ngân hàng hỗ trợ thì mọi người có thể liên hệ riêng với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cụ thể chi tiết nhất cho mọi người nha. Vào cái phần chính của ngôi nhà thì ở đây cái ngõ trước nhà đây mọi người có thể nhìn thực tế. Ngõ trước nhà cách đường ô tô rất là gần và ngõ trước nhà thì nó chỉ được 1,5m thôi mọi người ạ. Tuy nhiên thì cái ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó chính là ngõ nông. Ngõ nông ô tô cách kia đúng khoảng tầm 15m. Đi lại giao thông cũng rất là thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 1 km, cách với trường Đại học Đại Nam cũng chỉ khoảng tầm 1 km. Xung quanh ngập tràn tiện ích từ trường mầm non cho tới đại học cao đẳng, nó rất là gần. Nói tóm lại là với vị trí căn nhà này, quý vị nếu như mà có con em đi học, đang học ở trường Đại học Đại Nam này, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại này, trường Trung cấp Y Dược này, hoặc là quý vị mà nằm ở trong cái khu vực trung tâm Hà Đông, hoặc là đi tới Nguyễn Trãi Thanh Xuân, thì cái căn nhà này đi lại cũng rất là thuận tiện quý vị nhá. Đó, phần chính của ngôi nhà thì hướng nhà là hướng Đông Nam, mặt tiền của ngôi nhà thì ở đây như quý vị nhìn thực tế, cửa chính của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính mọi người nha, kính cường lực, kính kéo đấy ạ. Đó, nhìn thực tế với cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong gần như 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng được rất là chỉnh chu mọi người ạ. Đây ngoài sẽ quay rất là kỹ cho quý khách hàng với cái căn nhà này. Thì ở đây là phần phòng khách, như quý vị nhìn thực tế ở trên video. Đó, ở đây là cái vách bách ốp PVC ở phần phòng khách này, rồi là kệ tivi này, đó, cáp chờ ở đây này. Ở đây thì chủ đầu tư có lắp cho mình một chiếc quạt trần rồi mọi người ạ. Và toàn bộ cái phần hoàn thiện của ngôi nhà, toàn bộ sơn là sơn màu trắng. Đồng thời với cái phần thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đã được lắp đặt đầy đủ. Màu gạch ở đây cũng là gạch 60-60 màu trắng vân đá, cho nên vào cái không gian nhà thì nó rất là rộng. Chỉ với 30 cho tới 32 mét thôi, nhưng mà thực tế luôn mọi người ơi, ở quê ấy, thì quý vị, cô chú cũng như là một số anh chị bảo chia sẻ với Ngọc Ánh là trời ơi, sao bên em toàn thiết kế những cái căn nó diện tích nó bé thế. Nhưng mà đây mọi người có thể nhìn thực tế, để đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị thì nói thật luôn là nó, nếu như mà 5 tầng sử dụng mà nhân với diện tích là 30m thì tương đương với lại 150m sử dụng cơ mọi người ơi. Cho nên mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá những cái căn nhà của Ngọc Ánh chia sẻ lên với chỉ 30m và xây dựng nó có hợp lý hài hòa hay không. Quý vị anh chị nào đang có cái lô đất thửa đất nó khoảng tầm 30 cho tới 35m thì có thể tham khảo để xem là có thể học được một cái chi tiết nào đấy ở trên kênh của Ngọc Ánh để có thể áp dụng cho cái vị trí đất nhà xây của mình nhá. Đây là cái phần ở đây Ngọc Ánh đang tiến vào cái phần phòng bếp, thì ở đây có một cái ô cửa sổ mọi người ạ. Ô cửa sổ rất là thoáng. Cửa sổ ở đây thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa kính và bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện. Hôm trước có một anh khách hàng bảo với Ngọc Ánh là tại sao các cửa sổ bên em không là một cửa mà lại là làm thêm cái song sắt làm gì, nhìn nó rất là xấu. Thực ra thì Ngọc Ánh chia sẻ đây là về cái tính thẩm mỹ thì thực tế là nó không quá đẹp, nhưng về cái độ an ninh cho ngôi nhà thì nó lại rất hợp lý quý vị nha. Đó, cho nên là hầu như là cái cửa sổ nào chủ đầu tư cũng thiết kế hai lớp cửa để tránh cái việc, như quý vị biết rồi đấy, như ở chung cư đúng không ạ, kể cả có làm cửa thì ở trên vẫn phải làm một cái song sắt để bảo vệ cái tính an toàn cho ngôi nhà cũng như là có trẻ nhỏ, và ở đây chủ đầu tư cũng thiết kế và khắc phục như thế. Tiếp theo đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần phòng bếp
Thực tế ở đây mọi người có thể nhìn ở trên video, nói chung Ngọc Ánh quay review rất là chi tiết, cụ thể, rõ ràng giá bán từ chủ đầu tư đưa ra. Nhà có sao thì quay như thế, đường ngõ có sao thì nói vậy. Cho nên quý vị cứ an tâm rằng khi gặp bên em thì mọi người kiểu gì thì kiểu cũng sẽ gặp được cái căn nhà ưng ý theo ý mọi người nha. Đây, phần tủ bếp đã được hoàn thiện xong chỉnh chu hết rồi. Tủ ở đây là tủ gỗ An Cường mọi người ạ. Chống cong vênh mối mọt, nó sẽ không được bền bằng cái tủ gỗ lim mà mọi người tự đặt đâu. Tuy nhiên về cái độ bền thì nó cũng khoảng tầm được 5 cho tới 8 năm mọi người ạ. Đó. Và ở đây thì thiết kế hai màu. Ở trên thì là màu trắng, ở dưới thì là màu nâu, cũng rất là tinh tế. Cái phần không gian bếp nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà thôi thì đáp ứng đầy đủ công năng cho chị em nội trợ và quý gia đình nào mà vừa, nói chung là với cái căn nhà này thì chắc chắn luôn là sẽ đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị mong muốn. Mặt bếp ở đây sử dụng là mặt đá granite màu đen mọi người nha. Rồi là phụ kiện bếp thì được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ ở đây này. Ở đây nước thì cũng được lắp rồi, điện cũng thế, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt, quý vị cứ yên tâm nhá. Sổ đỏ riêng, hồ sơ điện nước riêng. Đây là phần phòng bếp rồi. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Thì ở đây phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng với lại cái bồn cầu này, rồi là vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với 30m, 5 tầng, 150m sử dụng cơ mà. Nên là mọi người có thể cứ cân đối cái căn nhà này với cái vị trí nó rất là gần những trường đại học lớn này, gần với lại trung tâm này. Từ cái căn nhà này đi lên tới trung tâm thương mại Yêu Môn ở Đông nó chỉ khoảng tầm 3,5km thôi mọi người nha. Và cụ thể Ngọc Ánh quên mất là một cái điểm lớn nhất, đó là nó cách bến xe Yên Nghĩa mọi người ạ. Nó khoảng tầm 1km mọi người ạ. Đó. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà để khám phá thêm ở bên trên này thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào nha. Quý vị ơi, ở trên phía tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì mỗi một tầng chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài ạ. Đây là cái phần phòng ngủ nha mọi người. Đó. Khá là hợp lý. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ ở trên video như sau. Cái căn nhà này nó gần như trên thửa đất nó là hình chữ L quý vị nha. Nó không phải là vuông đét, nó không phải vuông như tấm bánh chưng đâu ạ. Cho nên là nó là hình chữ L. Quý vị nhìn thực tế ở trên video thì có thể cảm nhận ra ngay. Tuy nhiên thì nó là cái do thửa đất ngay từ ban đầu chủ đầu tư mua và thiết kế như thế. Cho nên là quý vị có thể cân nhắc trước khi đi xem. Đó. Còn đây cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, cửa sổ ở đằng trước này, cửa sổ ở bên hông này mọi người nha. Đây, đây nó chính là chữ L đấy. Và cái phần phòng ngủ ở đây thì được chủ đầu tư lát sàn gỗ. Đó. Hướng nhà là hướng đông nam, diện tích 30m. Mỗi tầng thiết kế gồm một phòng ngủ. Tầng 1 thì phòng bếp, phòng khách. Nói chung với căn nhà này thiết kế khá là hợp lý so với cái thửa đất và so với cái diện tích nhà mọi ơi. Và tiếp theo, mời mọi người theo em vào phần phòng vệ sinh của cái tầng 2. Phòng vệ sinh của tầng 2 đây mọi người ạ. Rất là rộng nha. Đây, lavabo này, hệ thống bồn cầu này, hệ thống sen tắm này. Đó. Và toàn bộ cái phần phòng vệ sinh này thì chủ đã được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần rồi mọi người ơi. Rất là sạch sẽ. Cái màu sắc thì là vân đá màu nâu. Nói chung là cái màu này thì khá là nhã nhặn so với cái phòng vệ sinh. Đó, sạch sẽ, dễ lau dọn. Đây là tầng 2, mời mọi người theo em lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như nhau, như tầng 2. Cho nên Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tầng 3 nữa thôi. Và lát nữa thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhé. Đó, như vậy căn nhà này 30m², thiết kế 5 tầng, có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ. Đó, trần phào thạch cao ở đây, nói chung là chủ đầu tư cũng khá là chỉnh chu và chi tiết đối với cái căn nhà này. Giá chào bán 2.450.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lại quý khách hàng nào có nhu cầu. Cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp mọi người nha. Đó. Cách âm chống nhiệt cũng rất là tốt. Ok. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà này, xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không. Quý vị ơi, với tầng 5 của ngôi nhà, khi Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 5 thì ở đây hiện tại không bật một cái bóng điện nào mọi người nha.
mà nó là cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang đó. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà như đây ạ. Nó thiết kế hoàn toàn là gỗ lim Nam Phi mọi người nha. Mặt bậc của bậc cầu thang thì cũng vậy, ốp đá granite đó. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Phần ở đây Ngọc Ánh đang đứng đó chính là thiết kế ô để máy giặt quý vị nha. Đây, ống thoát nước, ổ điện. Đây chính là cái phần để máy giặt này. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Như quý vị nhìn này, riêng trên phía phần tầng 5 này thì chủ nhà lát gạch 60-60 vân gỗ, không làm cái sàn gỗ công nghiệp nữa nha mọi người, mà làm là cái gạch thôi, gạch giả gỗ, khá là hợp lý. Và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là sân phơi. Đây quý vị ạ, từ đây nhá, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người đứng từ trên cái tầng 5 của ngôi nhà có thể nhìn thấy bến xe Nghĩa này, có thể nhìn thấy ga tàu điện trên cao Cát Linh. Cho nên là Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi đấy ạ. Căn nhà này cách bến xe nó rất là gần, nó chỉ 1 km thôi. Đây, hướng sang bên phải tay của Ngọc Ánh ở đây thì nó là cái chung cư The Vesta Hải Phát Phú Lãm mọi người nha. Nó tóm lại là cái căn nhà này xung quanh dân cư đông đúc, đi lại cũng vô cùng thuận tiện. Ở thì cũng rất là yên tĩnh, giá chào bán 2 tỷ 450 triệu đồng, hướng nhà là hướng Đông Nam. Ngoài ra ở đây thì còn có một căn là hướng Tây Bắc nữa nha quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0953013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.